Dậm thế này làm gì nhìn thấy ong đấy. Nó đốt cho cũng phải thôi. Nó đốt mình 3 phát trên đỉnh đầu nhá, mình phải đốt cả nhà nó mọi người nhá. Nó dám đốt mình thì mình đốt cả nhà nó. Dậm thế này nhìn thấy nó sao được. Đình An ơi, mẹ nó đốt mình đau lắm rồi, 3 phát vào đỉnh đầu rồi. Nó ở trên cao mình phát nhìn tầm dưới, không thể nhìn thấy nó được. Thế là bát phát một phát vào cây của nó đứt và nó mới rụng xuống đây này. Nó dám đốt mình đốt cả nhà nó luôn. Bay ra nhiều quá. Mẹ lại bị tiếp một mồi nữa. Đây thủ phạm đây. Mẹ nó bị tiếp một phát nữa. Thế đó nhá, chào nhá, đau lắm.